Game Vui TV xin chào tất cả các anh em, các bạn bè, các cô, các chú, các anh, các chị, các dì, các dượng. Lần đầu tiên, Game Vui TV xin chúc tất cả một ngày mới vui vẻ, sức khỏe, dồi dào, công việc ổn định. Hôm nay, Game Vui TV sẽ soi cầu miền Nam thứ 3 ngày 20 tháng 6 2023. Miền Nam hôm nay có 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Game sẽ cho anh em đầu đuôi lô 3 đài, lô xiên kép 3 đài và lô 3 cảng của đài miền Nam để cho anh chị em tham khảo. Tiếp nối ngày hôm nay thì game sẽ thống kê lại cái lọc ngày hôm qua của chúng ta, của game cho anh em để anh em tham khảo. Nhìn lại cái lọc hôm qua, thành phố Đồng Tháp Cà Mau thứ 2 ngày 19 tháng 6 2023. Thành phố hôm qua game cho anh em 5225. Năm 2025 thì ta được số 2 và số 5 đuôi, còn 5 thì ta không về, 52 thì tính về mà về 023262. Còn ở 2 năm cũng vậy, 2 năm thì về 52, 55 và 65, còn 2 và 5 không về. Còn ở đài Đồng Tháp hôm qua 67 không về, còn 76 ta được một cái đuôi. Đuôi 71 Đồng Tháp một nháy đuôi. Ở Cà Mau hôm qua thì 1331 thì đài không về, ở Cà Mau không về. Anh em thông cảm, ta lô và đầu đuôi thì ta được một cái nháy của 76 của Đồng Tháp. Còn về lô ba đài hôm qua, game cho anh em cặp 2992. 29 hôm qua ta được ba nháy, một nháy Đồng Tháp. Hôm qua một nháy Đồng Tháp và hai nháy của Cà Mau, tức là ngày hôm qua số 29 ta được ba nháy luôn, Đồng Tháp một nháy, Cà Mau hai nháy. Còn số 92 thì hôm qua lại không về, ba đài không phải 92. Còn về nó xiên đá miền Nam hôm qua thì game cho anh em gặp 1325. 13 hôm qua thì tại còn 25 ta lại được một nháy của Cà Mau một nháy. Nó nằm ở lô của giải nhất về đài Cà Mau. Còn về lô kép 3 đài ngày hôm qua thì kép 3 đài ngày hôm qua thì hôm game cho anh em 33 và 66. 33 ngày hôm qua hai nháy của đài thành phố hai nháy. Còn về 66 hôm qua ta được một nháy của đài thành phố luôn, tức là ngày hôm qua thành phố ta được ba nháy của kép là 33 và 66, là rực rỡ của đại kép thành phố, là rực rỡ ngày hôm qua. Còn hôm lô ba càng ngày hôm qua game cho anh em cặp 961 và 319. 961 hôm qua bị sạch, còn 319 thì đài về 119 của đài Cà Mau hôm qua là đài về một. Ba càng của Cà Mau là về 119, không về 319, nên là ta được hai cái đuôi sau là 19, còn số 3 đầu tăng vào. Nói chung ngày hôm qua game vui vẫn được những cái lộc thật là cũng rực rỡ của ngày hôm qua. Ở lô đuôi thì ta được một nháy 76 và ba đài thì 29 thì ta được ba nháy luôn. Xiên thì được một nháy 25, kép ba đài thì được ba nháy 33 và 66. Còn các ba càng thì ta lại bị trúng được hai cái đuôi, còn cái đầu thì ta không trúng. Thì nói chung ngày hôm qua là rất rực rỡ, nhất là cái đài thành phố ngày hôm qua là ta Cà Mau luôn, là rực rỡ. Thành phố thì kép mà Cà Mau thì lô ba đài. Chúc mừng tất cả những anh em đã theo kênh Game Vui TV đã về được những cái lộc trên một ngày tương đối rực rỡ hoành tráng. Giờ thì không làm mất thời gian của anh em, game sẽ cho anh em những con số đẹp có độ chính xác cao của từng đài ngày hôm nay của Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Thì game sẽ cho anh em để cho anh chị em tham khảo. Hôm nay ở đài Bến Tre sẽ là 26 lot 62. Còn về Vũng Tàu thì sẽ là cặp 35 lot 53. Còn về lô Bạc Liêu hôm nay sẽ là cặp 68 lot 86 để cho anh chị em tham khảo.
Ở riêng lô ba đài ngày hôm nay sẽ là cặp 83, 38 và lô xiên ngày hôm nay thì em sẽ cho anh em cặp là 36 đá 62. Ở lô kép ba đài ngày hôm nay em sẽ cho anh em cặp là 55 99 và ba càng. Ba càng ngày hôm nay sẽ là cặp 7 32 và 324 để cho anh chị em tham khảo. Trên đây là những con số chuẩn của game vui TV soi cầu miền Nam thứ ba ngày 20 tháng 6 2023. Bến Tre 6226, Vũng Tàu 3553, Bạc Liêu 6886 và lô ba đài sẽ là 3883, còn lô xiên sẽ là 62 đá 36. Còn kép ba đài sẽ là cặp 99 và 55, còn lô ba càng là 732 và 324 để cho anh chị em tham khảo. Anh chị em xem video thì hãy cho game một like, một đăng ký kênh để giúp kênh của kênh ngày một phát triển hơn và lấy cái động lực sơ cầu chính xác hơn, rực rỡ hơn, giúp anh em về bờ đẳng cấp hơn, hoành tráng hơn. Và một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em đã theo kênh Game Vui TV về được những cái lộc ngày hôm qua, một ngày tương đối là rực rỡ. Và xin chúc tất cả một ngày mới vui vẻ, an lành, bình yên, công việc phát triển, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc. Cảm ơn tất cả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.